Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Bởi vì bị gạt đi tam hoa khiến nguyên khí đại thương nên đầu óc Nguyệt Thiền bị choáng váng. Thạch Hậu nhanh chóng tiến lại đỡ lấy mỹ nhân, sau đó giúp nàng ta khôi phục. Vừa vặn hai vợ chồng Thạch Tử Lăng tiến vào, chứng kiến cảnh tượng thân mật này, hai người cũng ngạc nhiên. Càng bất ngờ hơn sau khi bọn họ biết đến thân phận của Nguyệt Thiền, lại còn bị cậu ta bắt làm tù binh. Tần Di Ninh nghe vậy liền bênh vực Nguyệt Thiền, sao có thể để cho thánh nữ Bồ Thiên giáo ủy khuất như vậy cơ chứ? Nhìn thái độ quan tâm này, Nguyệt Thiền liền nảy ra ý tưởng, có thể lợi dụng điểm tốt này để lợi dụng. Tần Di Ninh cho biết, bản thân mình cũng từng là thánh nữ của Bất Lão Sơn, trước khi xuống hạ giới đã nghe nói Bồ Thiên giáo có một bé gái lúc ra đời, thiên địa xảy ra dị tượng, bà còn từng cố ý tới xem thử nàng. Bồ Thiên giáo và Bất Lão Sơn có nguồn gốc rất sâu. Tần Di Ninh trực tiếp nhắc tới tình cũ, Nguyệt Thiền cho rằng dựa vào mối quan hệ này, biết đâu có thể thoát khỏi tên tiểu tử đáng hận. Nàng ta nhanh chóng tiếp chuyện với Tần Di Ninh, đúng là chỉ có nữ nhân mới hiểu được nhau, nói chuyện rất vui vẻ, thân mật. Điều này làm cho Thạch Hậu cũng không tin được. Trước đó Nguyệt Thiền luôn tỏ vẻ lạnh lùng thanh cao, vậy nhưng dáng vẻ bây giờ lại gần gũi thân mật tới lạ thường. Tần Di Ninh yêu cầu cậu qua buổi lễ vì cái tội làm con gái nhà người ta bị thương. Việc mớm thuốc này cậu phải đích thân làm. Hành động này chính là đang tạo điều kiện để hai người gần gũi hơn. Mặc dù rất không muốn, vậy nhưng Thạch Hậu lại không còn cách nào khác. Vừa mới định cho nàng ta uống thuốc, thì Tần Di Ninh đã phát biểu một câu làm cả hai bất ngờ, đó là đề cập tới hôn sự. Sớm ngày thành thân, Nguyệt Thiền lập tức giải thích, nàng và Thạch Hậu cũng không phải là loại quan hệ đó. Vậy nhưng Tần Di Ninh nào có nghe, cứ bắt ép nàng ta phải gả cho Thạch Hậu. Nghe tới đây thì Nguyệt Thiền biết mình bị lợi dụng rồi, cho nên lợi dụng quan hệ giữa Bồ Thiên giáo và Bất Lão Sơn để giải vây, tránh cho hai giáo hiểu lầm. Vậy nhưng Tần Di Ninh lại cao tay hơn một bậc và hứa sẽ làm chủ chuyện này. Sau khi thành thần thì hiểu lầm sẽ được tiêu trừ. Thạch Tử Lăng cảm thấy thắc mắc nên truyền âm cho Thế Tử, cưới xin gấp rút kiểu này liệu có chút qua loa hay không, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Tần Di Ninh cho rằng Thạch Hậu đã lật tung Bất Lão Sơn, gây ra đại họa. Mà Nguyệt Thiền tiên tử lại có thân phận siêu nhiên, có tên tuổi lớn vô địch chống lưng, thông gia với Bồ Thiên giáo có lẽ sẽ thay đổi được cục diện bất lợi này và loại bỏ tai họa. Nguyệt Thiền cho rằng hành động này một khi đưa ra quyết định sai lầm, có thể tạo thành hậu quả đáng sợ mà không thể cứu vãn. Bất Lão Sơn và Bồ Thiên giáo không chịu nổi một trận đánh như vậy. Tần Di Ninh vẫn kiên quyết, hai đại giáo thông gia là một việc trọng đại, đã định sẽ giúp cho Bồ Thiên giáo và Bất Lão Sơn cường thịnh hơn, nói gì tới đánh nhau chứ. Vậy nhưng Nguyệt Thiền thì cho rằng mọi thứ sẽ đi ngược lại mong muốn. Hồ điệp vỗ cánh cũng có thể tạo ra sóng biển, con kiến đào hang có thể dẫn tới địa chấn. Huống chi là đại sự như vậy, có lẽ trận chiến này sẽ tác động tới toàn bộ thượng giới. Tranh luận một hồi, mẫu thân cậu vẫn là người chiếm được ưu thế. Cưới vợ thì cưới liền tay, tránh để chuyện này đềm ra lắm mộng. Vậy nên lập tức gọi Băng Cửu đến chuẩn bị tiệc rượu cho Thạch Hậu, không cần quá hoành tráng, mọi thứ đơn giản là được. Nguyệt Thiền lập tức tỏ thái độ không hài lòng. Hôn nhân đại sự sao lại qua loa như vậy? Tần Di Ninh cứng rắn đáp trả, nếu không thì thế nào? Thạch Hậu dù sao cũng là nhân hoàng đương thời, mà nàng ta thì đã từng ý đồ thao túng Thạch Quốc, trừ phi nàng trở thành thê tử của Thạch Hậu. Nếu không thì dựa vào đâu để cậu ta bỏ qua chuyện cũ? Lời này đã tỏ rõ ý định bắt ép. Nguyệt Thiền nghe xong cũng tức giận lắm, vậy nhưng chẳng thể phản bác được. Thạch Hậu đứng lên định khuyên giải, vậy nhưng chưa kịp khuyên ngăn thì Tần Di Ninh đã chơi bài vừa đấm vừa xòa. Việc đã đến nước này, Thạch Hậu và Nguyệt Thiền đều phải đồng ý rồi chờ cơ hội tương kế tự kế. Rất nhanh sau đó, hôn lễ cũng được tổ chức. Biết bản thân mình đang bị phủ mẫu chú ý tới, vậy nên Thạch Hậu cũng phối hợp nhiệt tình, còn xưng hô thân mật. Ngược lại thì Nguyệt Thiền lại khác, ngày thường đều nhẹ nhàng như tiên, và những lúc này lại vô cùng căng thẳng. Cô không quên trêu đùa nàng ta một trận, cho tới khi mọi người rời đi thì hai người mới quay lại dáng vẻ bình thường. Hiển nhiên là nãy giờ đang diễn với nhau để cho đám người nghe lén bên ngoài không nghi ngờ mà thôi. Đúng vào lúc này, ấn ký trên trán Nguyệt Thiền dị thường, nàng biết chủ thần sẽ tới đây. Liệu rằng cậu có muốn bắt cô ta lại không? Lời này làm cho Thạch Hậu cũng bất ngờ, nàng và phiên bản chủ thân kia đều là một thể. Vậy nhưng bây giờ nàng ta lại phản bội chủ thân để đứng về phía cậu. Nguyệt Thiền cho biết, sau khi phân làm hai cỗ thần thầy, bọn họ không thể nào trước sau như một được nữa. Nàng lo lắng chủ thần sẽ giết mình. Nếu như không giết được Thạch Hậu, thì khả năng cao là sẽ thử trảm dụng nàng. Rất nhanh sau đó, chủ thân của Nguyệt Thiền cũng xuất hiện. Thạch Hậu lập tức kéo tay nàng ta ra ngoài đón khách. Có vẻ như mục đích thực sự của Thạch Hậu khi thành thần với Nguyệt Thiền là dụ chủ thân nàng ta xuất hiện. Cậu rất muốn xem thử đối phương sẽ rời cho gì. Lời vừa mới dứt thì một trận sao băng xuất hiện, hướng thẳng tới Thạch Quốc. Nguyệt Thiền cho biết thêm, bởi vì cô ta mang theo thần uy mà tới, nên Thạch Quốc dù có thần linh pháp trận bảo vệ thì cũng sẽ bị đánh xuyên mà thôi. Đám người trong thành xem thấy cũng hoảng hốt, sao băng mà rơi xuống, e là cả đồ thành sẽ tan thành tro bụi. Tuy nhiên mọi thứ lại không xảy ra đúng với dự đoán, sao băng nhanh chóng đâm vào kết giới, vậy nhưng lại không thể xuyên thủng được hòm phòng thủ này.
Điều này làm cho Nguyệt Thiên phải giật mình bất ngờ. Thạch Hạo không quên khoe khoang, đúng là công kích rất mạnh, vậy nhưng cậu còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngay sau đó, thân ảnh chủ thần của Nguyệt Thiên cũng xuất hiện, nàng ta lập tức gia tăng công kích đánh về phía kết giới. Uy lực lần này đã mạnh hơn rất nhiều, kết giới nhanh chóng bị đánh vỡ. Thạch Hạo vẫn không hốt hoảng, cậu vung trường kích đánh tan những mảnh sao băng đang rơi xuống. Bên kia tiếp tục ngưng chiêu chuẩn bị tấn công. Lợi dụng hai người có sự cảm ứng lẫn nhau, Thạch Hạo liền chơi bài quấy nhiễu tư tưởng. Cậu lập tức làm hành động thân mật với Nguyệt Thiên. Điều này khiến cho chủ thần cũng bất ngờ, động tác bị dừng lại. Chỉ chờ cơ hội này, Thạch Hạo liền tung ra một chiêu phá hủy đòn tấn công của đối thủ. Vậy nhưng vẫn chưa thể đụng đến được nàng ta. Đối phương chỉ cần giơ tay nhấc chân đã hóa giải đòn công kích. Thạch Hạo thừa nhận đối thủ lần này quả thực rất là mạnh, cho nên bộ dạng cũng nghiêm túc hơn. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.